Bà Phương Hằng có động thái khẳng định chủ nhân của khu du lịch Đại Nam trước tin đồn chuyển nhượng. Vừa mới đây, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao khi xuất hiện thông tin về việc khu du lịch Đại Nam sắp được chuyển nhượng cho chủ mới. Đánh giá về khu du lịch này trên Google bất ngờ xuất hiện những phản hồi từ chủ sở hữu đến du khách, cụ thể nói rằng sắp tới Đại Nam sẽ có chủ mới. Điều này khiến dân tình hoang mang. Họ bán tín bán nghi liệu đây có phải là sự thật hay không, bởi chính chủ vẫn chưa lên tiếng gì. Tuy nhiên, ngay sau đó không lâu, bà Nguyễn Phương Hằng, nữ CEO của khu du lịch Đại Nam đã có những động thái ngầm khẳng định đanh thép trước tin đồn này. Cụ thể, trên fanpage Nguyễn Phương Hằng, nữ chủ nhân của Đại Nam đã đăng tải hình ảnh cậu con trai cưng trong ngày sinh nhật, kèm theo đó là dòng trạng thái, ông chủ nhỏ Đại Nam. Như vậy, có thể hiểu rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã khẳng định đây chính là người thừa kế Đại Nam, đúng như những thông tin trước giờ được chia sẻ và không hề có gì thay đổi cả. Điều này ngay lập tức xóa tan nghi ngờ rằng gia đình bà Hằng sẽ bán Đại Nam cho chủ mới. Bên cạnh đó, nhiều người suy luận rằng có khả năng câu trả lời chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới ở trên chính là đang nhắc đến cậu quý tử của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng. Hiện tại, netizen vẫn đang rất mong chờ câu trả lời được chính chủ đưa ra để xóa tan những nghi ngờ này. Khu du lịch Đại Nam là một trong những niềm tự hào lớn của gia đình bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng. Được đầu tư tận 6.000 tỷ, khu du lịch này đã gây được rất nhiều tiếng vang cùng rất nhiều kỷ lục, thậm chí được nhiều người so sánh rằng không hề thua kém các khu du lịch nổi tiếng trên thế giới. Trước đó, địa điểm này trên Google từng bị đánh giá ảo với rất nhiều lượt đánh giá 1 sao, khiến cho tổng đánh giá sụt giảm nghiêm trọng. Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng ủng hộ Đại Nam đã kêu gọi nhau đánh giá 5 sao để kéo lại. Cuối cùng, Google đã thanh lọc lại, hủy bỏ đi những đánh giá ảo và đưa trở về kết quả chân thực nhất. Hiện tại, tổng số lượt đánh giá đã đạt 10.575 và trung bình số sao dành cho khu du lịch này là 4,3 sao. Thời điểm chứng kiến những bình luận cũng như phản hồi về khu du lịch Đại Nam trên Google, thông tin khu du lịch này chuẩn bị được chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới, nhiều cư dân mạng, đặc biệt là các fan của Đại Nam cảm thấy lo lắng cho Đại Nam cũng như nữ chủ nhân của khu du lịch này. Không rõ đã xảy ra chuyện gì mà bà Phương Hằng lại làm vậy. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng phần trả lời này chưa xác thực, có thể do người khác tạo ra chứ chưa chắc đã liên quan đến phía Đại Nam. Hiện tại nơi này vẫn đang được trưng dụng làm khu cách ly, góp phần không nhỏ trong công cuộc phòng chống COVID-19. Trong hình dung của mọi người, khu du lịch Đại Nam lúc nào cũng hiện đại với những trang thiết bị tối tân, sánh ngang những khu du lịch tầm cỡ trên thế giới. Có lẽ ít ai biết rằng Đại Nam cũng có lúc xuống cấp khiến chủ nhân của nó phải trăn trở, thậm chí lo lắng rằng có thể nơi này sẽ bị xóa sổ. Cụ thể, trước đây trong một đoạn clip phỏng vấn bà Nguyễn Phương Hằng, CEO của khu du lịch Đại Nam, bà Hằng có chia sẻ rằng bản thân bà cũng nhận thấy khu du lịch này có sự xuống cấp vào năm 2015, chính vì thế bà đã có những thay đổi. Lại được sự ủng hộ của chồng là ông Huỳnh Uy Dũng nên bà đã mạnh dạn xây trường đua Đại Nam. Quả đúng là đứa con cưng, khu du lịch Đại Nam đã không khiến cho chủ nhân của nó thất vọng. Nơi này bao gồm 5 đường chạy và sân đua khác nhau, đều vô cùng hiện đại và hoành tráng. Đường đua ngựa, chiều dài 1,6 km, rộng 16 m trên bề mặt cát mịn. Đường đua xe mô tô và go-kart, chiều dài 2,2 km, 15 cua trái phải khác nhau trên bề mặt nhựa polymer tiêu chuẩn quốc tế. Đường đua chó, chiều dài 500 m trên bề mặt cát mịn. Hồ nước đua jet ski và biểu diễn flyboard rộng hơn 10.000 m2. Trường đua Đại Nam cũng chính là một trong những trường đua đặc chuẩn quốc tế hiếm hoi tại Việt Nam. Thế mới hiểu vì sao cho đến nay cả trường đua Đại Nam và cả khu du lịch đều đã và đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.